Hello, xin chào tất cả khán giả của chương trình Giọng Hải Giọng Ai. Hôm nay thì là đây là lần đầu tiên mà Quân được khám phá cái hậu trường của chương trình Giọng Hải Giọng Ai. Xin mời tất cả mọi người hãy đi cùng Quân nhé. Đây là máy quay toàn của chương trình. Chú ơi, chú có thể cho con cầm thử được không ạ? Cho con cầm. Dạ. Quay chị Trâm. Chú ơi, cho con gửi với ạ. Cảm ơn con, mừng quá. Dạ. Đó, đây là máy quay chương trình. Bây giờ mình sẽ đi tiếp. Ồ, đây là bàn chỉnh âm thanh hả anh? Dạ, chào anh. Em đang quay một chút vlog. Đây là có rất, mọi người thấy có rất nhiều cái máy ở đây để các anh có thể kiểm soát được sân khấu. Thôi em không chỉnh gì nữa đâu rồi. Ầm lên, ầm ĩ lên. Thôi mình chỉnh máy quay, mình chỉnh cái gì không ảnh hưởng đến chương trình thôi. Còn về âm thanh thì thôi, mình bỏ qua. Em cũng muốn bấm thử lắm nhưng mà thôi, sợ hỏng của các anh ấy lắm. À, đây là màn hình LED. Đó. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ đi thăm các bạn khán giả nhé. Còn chỗ cho anh ngồi không nhỉ? Còn chỗ cho anh ngồi không? Đây à? Cả nhà ngồi làm gì đấy? Ngồi. Trong. Ai đến đây từ 2 giờ sáng cơ? Thật không? Thật. Là 2 giờ sáng ai mở cửa cho mà vào? Chắc phải sáng nay. Quân AP. Quân AP. Trêu chút thôi. Giả lại cho em. Thôi. Bắt nhiều hát không phô nhá. Bây giờ mình hát điệp khúc của ai người thương em hay còn gì? Ai là người thương em nhá? Ok, cố gắng không phô nhá mọi người nhá. Cô gái anh yêu hai ba. Cô gái anh yêu hay quan tâm anh thà nhắc anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông, được anh có phía sau lưng. Em nói bên anh, qua bao nơi em cảm thấy nhẹ nhàng. Wow, chưa đầy phô nữa nào. Người con gái anh từng yêu quên rồi. Có những chiều tự nhiên cái không khí nó trầm xuống. Hoàng hôn xuống ta kể vài nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Cho em yên bình, em muốn
muốn xa anh. Khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành, xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh. Quên hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được. Người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Các khán giả hát quá hay. Em chịu, em không ăn được dàn đồng ca này. Ok. Quê bảo cho không à. À ok ok. Lại bên đây nè. Thôi được rồi, hát thế được rồi nhỉ. Thôi hát thế được rồi, hát thế được rồi. Hết bài. Có những chiều tay nắm tay ngóng đợi. Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Cô gái anh yêu hãy quan tâm anh và nhã anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng. Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ ai là người cho em yên bình? Em muốn xa anh khi yêu thương đang chỉ giữ vẫn hàng ngày. Xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh. Quên hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được. Người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Hãy quan tâm anh và nhớ anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng. Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ ai là người cho em yên bình? Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành. Xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh. Quên hết bao năm đi bên em anh thật khó thể làm được. Hai bài mệt không? Hai bài mệt không? Thêm hai bài nữa đi anh. Khán giả sung quá. Khán giả sung quá anh ạ. Ok. Thôi được rồi. Bây giờ anh sẽ đi tham quan tiếp cái. Cảm ơn mọi người nhá.